Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn ạ. Tiếp tục hôm nay kênh Hoàng Hải Bất Động Sản lại gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một căn nhà phố, một trệt hai lầu nằm trên mặt tiền đường nha quý anh chị, mặt tiền đường số 10 tại phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà mặt tiền, mình có thể kinh doanh buôn bán hoặc có thể làm văn phòng công ty, vân vân, đều rất là thuận tiện nha quý anh chị. Nó sở hữu mặt tiền đường số 10. Đây nha quý anh chị, em sẽ quay sơ cái con đường này cho quý anh chị xem. Con đường này thì nó có lộ giới tầm 6 đến 7 mét nha anh chị. Đường thông hai hướng ha. Hướng này là mình thông ra đường quốc lộ 1K này anh chị ha. Một vị trí rất là đẹp. Còn cái hướng bên này, hướng bên này của mình á, là nó thông ra đường đường số 8 Linh Xuân. Đây này, hướng này thông đường số 8 Linh Xuân anh chị ạ. Con đường này thì nó có quy hoạch lộ giới 16 mét để mở rộng nha quý anh chị. Còn đường hiện tại thì nó khoảng tầm 6 đến 7 mét ạ. Đường này ô tô di chuyển tốt. Và căn nhà hôm nay em sẽ gửi tới anh chị đó chính là căn này. Căn nhà số 81 này anh chị. Đấy. Một trệt và hai lầu nha quý anh chị. Nhà xây dựng một trệt hai lầu, nhà còn nhà này tuy đã qua sử dụng rồi nhưng mà vẫn đang còn rất là mới nha anh chị, rất là ok, nhà rất là kiên cố. Ở bên ngoài thì có một lớp cửa sắt này anh chị. Còn ở bên trong thì có một lớp lớp cửa kính cũng bằng sắt luôn. Rồi bây giờ sẽ di chuyển, em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị xem căn nhà này nha. Ở bên ngoài mình đây là sân này, sân đậu xe máy ạ, sân này cũng khá là rộng. Chỗ này mình đậu được khoảng tầm 5 6 7 chiếc cũng được anh chị ạ, rộng lắm. Còn nếu trường hợp mà mình để ô tô thì mình có thể mở cái cánh cửa kia ra mình để được ô tô nha anh chị. Ha. Rồi qua cái chỗ để xe máy này thì mình sẽ vào tới phòng khách này anh chị. Căn nhà này gồm có một sân để xe máy này anh chị và phòng khách này. Ở bên trong là nhà ăn và 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh anh chị ạ. 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Có cái ban công ở phía trước nha anh chị. Căn nhà này có vị trí mặt tiền đường số 10 ạ, đường thông. Mình kinh doanh buôn bán tốt đấy. Rồi, để em sẽ di chuyển vào bên trong ha, ở trong nhà ăn. Căn nhà này có tổng diện tích đất là 64 mét nha anh chị. Tổng diện tích đất của mình ở phía dưới này, phía dưới có một nhà vệ sinh ạ. Tổng diện tích đất là 64 mét vuông, thổ cư 100%. Ngang 4 và dài 16 anh chị ạ. Căn nhà này có chiều dài là 16 mét. Rồi chỗ này không gian nhà ăn của mình. Rồi đây nhà vệ sinh anh chị ạ. Rồi, đây là nhà cũ nên là em cũng sẽ quay sơ sơ cho quý anh chị xem ha. Còn nếu quý anh chị quan tâm thì mình xuống mình xem thực tế thì nó vẫn sẽ hay hơn. Bây giờ thì em sẽ di chuyển lên trên lầu ha. Ở trên lầu thì mỗi lầu sẽ có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh ở bên trong. Nhà này có 2 lầu, 1 trệt. Hai cái lầu này giống nhau nha anh chị. Đây phía sau này một nhà, một phòng ngủ này. Đây phòng ngủ phía sau. Có tủ đồ áo âm tường anh chị. Và cái nhà vệ sinh thì nó ở bên này này. Đây. Bên đây là nhà vệ sinh. Mỗi lầu sẽ có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Phòng ngủ này cũng khá là rộng đấy anh chị ạ. Nhà này thiết kế lệch tầng nha anh chị ha. Cái phòng ngủ ở phía ngoài thì sẽ cao hơn phòng ngủ ở phía trong. Em sẽ di chuyển ra cái phòng ngủ ở bên ngoài này cho anh chị xem. Đây, phòng này cũng rộng hơn nữa, rộng hơn phòng vừa rồi. Nói chung nhà này nó tới 64 mét. Nên là diện tích phòng ngủ rất là rộng anh chị ạ. Rồi cái nhà vệ sinh ở bên đây nha anh chị. Nó cũng giống như bên kia ha. Rồi. Bây giờ mời anh chị lên lầu 2. Còn chỗ này là để làm cái thông gió nha quý anh chị. Để mình lấy gió cho cả căn nhà nha. Rồi. Đây phòng ngủ phía trước. Rồi một vị trí rất là đẹp nha quý anh chị, nằm trên mặt tiền đường số 10, nằm trên mặt tiền đường số 10 của phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức ha.
với thiết kế là 1 trệt và 2 lầu, nhà có tổng diện tích đất là 64m, 4 x 16. Căn nhà này nó sở hữu mặt tiền đường số 10 nên là hai đầu này nó rất là thông thoáng nha quý anh chị, đường thông ha, đường ô tô, mặt tiền phù hợp để kinh doanh. Hướng bên này là mình di chuyển ra trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây và trường tiểu học Nguyễn Văn Nở này quý anh chị, chỉ tầm khoảng 100m thôi, rất là gần. Và di chuyển ra chợ Xuân Hiệp cũng khoảng tầm độ 300m, một vị trí rất là đẹp nha quý anh chị, dễ dàng kết nối với đường quốc lộ 1K, đường Phạm Văn Đồng ha. Một căn nhà mặt tiền của đường số 10 thuộc phường Linh Xuân. Căn nhà này thiết kế 1 trệt 2 lầu và đang chào bán là 5,5 tỷ. Đây là một mức giá còn thương lượng chính chủ. Nếu anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên hệ trực tiếp cho bên em để mình nhận giấy tờ sổ sách pháp lý của căn nhà cũng như là xem nhà thực tế. Bên em thì chuyên nhận mua bán ký gửi bất động sản khu vực thành phố Thủ Đức và Di An, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Rất mong toàn thể quý anh chị mình đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới của bên em. Xin cảm ơn quý anh chị ạ.